Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan Trong cuộc sống đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ Và cả đơn bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta Sẽ là bạn sẽ lân lân hạnh phúc Vì điều gì nhất trong cuối năm 2023 và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi bạn sẽ lân lân hạnh phúc vì điều gì nhất vào cuối năm 2023 và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ một là những người rất là ân cần ha chu đáo một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn cũng rất là yêu thương gia đình người thân à, và mình thấy thì có khả năng một số bạn các bạn là những người cũng rất là thơ ngây ha giản dị mộc mạc giống như một uh, trẻ thơ vậy đó một người rất là thuần khiết ừ. và các bạn rất là có một cái sự gọi là cân bằng trong thời điểm này có thể là các bạn có đang có một cái sự hơi bị mông lung về tương lai phía trước không biết là mọi thứ sẽ như thế nào Một số bạn thì có những cái hoài niệm cũ Những suy nghĩ về những cái chuyện xa xưa gì đó Hoặc mình thấy các bạn là những người hay nhớ chuyện cũ rất là à, kỹ, rất là lâu luôn ha Mình thấy là như vậy Còn và vài bạn ở đây thì mình thấy hiện tại các bạn đang cố gắng tiết kiệm tài chính Không có dám tiêu xài phung phí à, Các bạn cũng là một người có khả năng à, tích trữ à, Và đây là thời điểm mà mình thấy dường như một số bạn các bạn... À, rất là muốn làm một cái gì đó ha, rất là muốn thành công hoặc là rất là muốn có một cái cuộc sống trọn vẹn như bao người, à, muốn được tự hào bản thân nhưng mà đôi khi có khả năng là các bạn còn hơi kìm giữ những cái tài năng thiên bẩm của các bạn, các bạn chưa có bung hết. Cho nên thời điểm này các bạn rất là muốn làm một cái gì đó để phát triển bản thân của bạn một cách vững vàng trọn vẹn nhất. Ừ. Dường như các bạn đang có một cái sự xác định một mục tiêu hướng đi con đường gì đó trong thời gian tới ha mình thấy các bạn đang bước vào cái giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ ha? bước vào cái giai đoạn gọi là thay đổi cuộc sống các bạn khi mà cuộc sống có những cái sự gọi là khó khăn à, hoặc là thiếu thốn thì các bạn rất là muốn thay đổi muốn mọi thứ có sự gọi là tốt đẹp hơn thì đây là thời điểm mà mình thấy các bạn sẽ có được một cái con đường có một cái ánh sáng nhờ vào những cái hoàn cảnh tình huống mà các bạn gặp phải và các bạn có một cái sự muốn đột phá ha? muốn bứt phá thì mình thấy có khả năng các bạn sẽ làm được tuy nhiên thì có khả năng là các bạn cũng trải qua những giai đoạn tổn thương buồn bã hoặc là có những cái sự gọi là tranh đấu mâu thuẫn gì đó nhưng mình thấy các bạn cũng là một người biết bảo vệ bản thân rất là tốt thời điểm này các bạn được khuyến khích là đừng để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi những cái điều tiêu nhiễu bên ngoài tập trung vào cái việc mà bạn muốn hiện tại ha và lên kế hoạch để thành công uhm ở đây mình thấy khi mà bạn còn bảo quản được mọi thứ mà bạn có ha, những cái điều tốt đẹp như tiền bạc tài chính là bạn đã may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Cho nên hiện tại các bạn nên biết ơn, trân trọng những gì mình đang có, mình còn đang nắm giữ được và tìm cách tìm cơ hội để mình có thể phát triển nhiều hơn. À, đây là thời điểm mà các bạn nên có sự gọi là bộc lộ cái khả năng tiềm um, ẩn của các bạn, cái kỹ năng mà bạn có được ha. Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là những người có một cái tấm lòng lương thiện, nữa. các bạn rất là muốn có một cuộc sống đủ đầy, có thể cho đi, có thể giúp đỡ mọi người. À, thì với cái mong cầu, cái khởi nguyện đó thì mình thấy bạn sẽ làm được nếu như các bạn quyết tâm và cam kết với cái ước muốn này. Các bạn sẽ có khả năng được ơn trên, ban cho bạn có sự khôn ngoan, ha, sáng suốt, để bạn có khả năng tìm được cái cơ hội để bạn thay đổi ha, cuộc đời của các bạn. Mình thấy là như vậy. Và thời điểm này thì một số bạn các bạn đừng có căng thẳng quá mức Nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch của các bạn nha Và ăn uống kỹ lưỡng hơn một chút để tránh những vấn đề liên quan đến bao tử dạ dày rối loạn tiêu hóa gì đó Nên cân bằng trong thời điểm này ha Bạn sẽ hạnh phúc điều gì nhất ha à, vào cuối năm 2023 ở đây thì mình thấy là một số bạn ừ. các bạn sẽ thấy khá là nhiều con số lập ha à. 333 ừ. hoặc là 666 hoặc là 444 222 ha mỗi khi mà các bạn thấy nhiều con số lập các bạn biết rằng ơn trên đang có sự bao bọc xung quanh bạn chỉ cần bạn lên tiếng cầu nguyện các ngài sẽ hướng dẫn để bạn có thể đi đúng đường à. ở đây mình thấy trong thời điểm này các bạn đừng có vội vàng đưa ra bất kỳ những quyết định nào liên quan đến tài chính để tránh bị mất tiền nha ha, mình thấy là như vậy và đồng thời cẩn thận với những người hai mặt ha kiểu như à, lợi dụng mối quan hệ rồi có sự muốn làm cái điều gì đó gây tổn hại cho cái quyền lợi của các bạn á ừ. cho nên là các bạn hết sức tỉnh táo à, trong thời điểm này đừng vội tin người à, tâm hại người thì không có nhưng mà tâm phòng người thì nên có nha Ở đây mình thấy các bạn sẽ có những cơ hội mới tuyệt vời đến các bạn ha, vào cái giai đoạn cuối năm này à, cho phép bạn đạt được những gì mà bạn mong muốn đó. À, những cái hy vọng non trẻ của bạn bây giờ nó sẽ có sự cấp sắp cất cánh và tất cả những gì bạn cần đó là cái lòng can đảm để bạn có thể nhìn thấu mọi thứ ha. Bạn hãy có sự táo bạo hơn, dũng cảm hơn và sau đó vui vẻ theo đuổi những cái giấc mơ quý giá của các bạn. Uhm ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích đừng để những cái điều vụn vặt ha, những cái điều tiêu cực nó cản trở cái ước muốn cản trở cái hành trình các bạn à, tất cả các bước nó sẽ tự lộ ra khi mà bạn tiến về phía trước ừ. và đồng thời ở đây khi mà bạn có sự gieo trồng những cái hạt mầm trong thời điểm này thì cây non lấp lánh tình yêu thiên liêng nó sẽ có sự gọi là trổ sinh báo hiệu rằng những kế hoạch mới của bạn nó sẽ thành công và phong phú đó À, một số bạn sẽ có những sự khởi đầu mới sẽ có những sự thay đổi nghề nghiệp hoặc là sẽ có được những cái phần thưởng món quà hoặc là được những cái sự gọi là tán thưởng gì đó ha, trong giai đoạn cuối năm ừ. trong cái thời điểm này các bạn sẽ có một cái sự gọi là thức tỉnh nha đã đến lúc bạn có sự thay đổi quan điểm rồi ha. nhìn nhận những cái thách thức của bạn theo một cách hoàn toàn khác có thể giúp cho bạn tìm được những cái niềm vui mới cho cuộc sống của bạn hoặc là chấm dứt được những cái tình trạng trì trệ bạn hãy cầu xin vũ trụ các thiên thần và các đấng bồ hộ thiên liêng cho bạn những cái dấu hiệu giúp cho bạn nhìn nhận mọi thứ theo một khía cạnh hoàn toàn khác ha ừ. bạn là một người rất là tuyệt vời ha và kỳ diệu à, khi mà bạn có một cái sự đánh giá cao những cái phẩm chất bên trong bạn à, thì bạn có thể nhận thấy được cái sức mạnh và cái tiềm năng đáng kinh ngạc nằm ở trong con người độc đáo của bạn đó ừ bạn là một người có lòng bác ái và lòng tốt thì ân à, trên đang sẵn sàng tiếp cận và giúp đỡ cho bạn trên cái con đường của mình à, bạn cũng được yêu cầu là hãy làm những điều tương tự đối với những người có thể cần sự giúp đỡ của các bạn uhm, và rất là tuyệt vời khi bạn mở rộng sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn đến người khác ha tuy nhiên hãy nhớ cân bằng để bạn không có rơi và có thói quen cho đi quá mức không lành mạnh ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có những cái suy ngẫm hoàn toàn mới về hoàn cảnh của bạn ha ừ. tìm kiếm cái sự cân bằng phù hợp cho cuộc sống của mình các bạn sẽ có được cái tư duy mới quan điểm mới hoặc là biết nhìn xa trông rộng hơn rõ ràng hơn không có còn bị mù mờ trong tâm trí nữa ừ. sẽ có những cái hành động à, cần thiết ha cho những cái sự thay đổi cái bế tắc của các bạn một số bạn cái khả năng là các bạn sẽ có sự gọi là có cơ hội để bạn có thể giúp đỡ người khác ha và đồng thời chính cái lòng nhiệt thành nhiệt tâm của các bạn cho đi không cần báo đáp đó vũ trụ mang đến cho bạn nhiều cái nguồn lợi nhiều cơ hội để bạn có thể có sự thu hoạch ha à, tiền bạc hoặc là những cái uh, kiến thức tri thức gì đó để bạn có thể cho đi nhiều hơn ha mình thấy là như vậy và ở đây thì các bạn đã từng trải qua những giai đoạn đêm đông ha ừ. buồn phiền ha mất mát tổn thương gì đó thì bạn cần phải có cái lòng can đảm để bạn có thể đối mặt với những cái thất vọng trong quá khứ và cho phép cái quá trình chữa lành nó diễn ra ừ. và hãy có một cái sự tiếp cận với những người thương yêu những người có cùng chung tần số để bạn được an ủi và được yêu thương. À, bạn hãy hỏi cầu sinh vũ trụ và các thiên thần và các đấng mô hộ thiên liêng để có sự hiểu biết rõ ràng về mọi cái vấn đề liên quan cái tình huống của các bạn và hãy cởi mở đón nhận cái dòng tay ấm áp của lòng trắc ẩn và sự tha thứ cũng như cái sự khôn ngoan của những người khác những người có thể trải qua những gì mà bạn đang trải qua ha đừng có đóng cửa trái tim của bạn với những cái uh, người uh, tích cực uh. bằng cách bạn vượt qua nỗi buồn bây giờ thì bạn đã tạo ra cái tiền đề để bạn có thể chữa lành trong thời gian ngắn à. đồng thời ở đây thì mình thấy ân trên luôn có sự uh, ở phía sau các bạn hộ có sự gọi là phù hộ cũng như là có sự tương trợ giúp đỡ cho các bạn ha, khi mà bạn cảm thấy cái sự kiệt sức ha, mình thấy là như vậy và tha thứ cho người khác và chính mình ừ. giải phóng những cái nỗi đau trong quá khứ ha, chữa lành những cái hiểu lầm và trở nên mạnh mẽ hơn ừ. từ những cái tình huống đầy thử thách đó ha. mình thấy giai đoạn này nếu như các bạn có một cái sự đổi mới ha, nắm bắt cơ hội đến với các bạn thì giai đoạn cuối năm này các bạn sẽ có được cái sự hoan hô từ người khác hoặc sự chúc mừng, sự ngợi khen hoặc là các bạn sẽ có sự gọi là cuối đầu chào mọi người à, bởi vì à, mọi người sẽ có một cái sự rất là tự hào về bạn ha về những cái tiến bộ mà bạn đã đạt được đó ừ. các bạn nên có sự công nhận những cái thành công của chính bạn à, như một cách để bạn có thể củng cố cái sức mạnh và sự sáng tạo của bạn đó ừ. bạn rất là diệu nha Bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu ngay bây giờ à, hãy mạnh dạn lựa chọn cái thành tựu lớn tiếp theo của các bạn ừ, đây là lúc để bạn tiến lên phía trước trong sự phát triển tâm linh của mình hãy tiếp tục cuộc hành trình của bạn dọc theo cái con đường giác ngộ ha vì đó cũng là con đường của niềm vui ừ. bạn đang gọi là đi đúng cái hành trình của các bạn à, vũ trụ sẽ hướng dẫn cho bạn đi đúng đường đúng hướng không có bị lạc lối nữa ừ. Đồng thời một số bạn các bạn sẽ có được những cái sự bắt đầu những cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới nếu như bạn muốn ha à, một số bạn sẽ được tôn Vinh sẽ được gọi là um, công nhận những cái cống hiến những thành tựu mà bạn đã đạt được à, các bạn có sự gọi tự do đi theo bất kỳ hướng nào ha bạn sẽ có cảm giác được hoàn thành à toại nguyện ở đây ở đây một số bạn nếu như bạn có người thân ở nước ngoài có khả năng mình thấy có một số bạn các bạn sẽ có sự tương hợp đoàn tụ với những người thân ở nước ngoài ha à, hoặc là sẽ có những sự xâm hợp với những người thân yêu các bạn và cái điều gì đó mà bạn mong ước nó được hoàn thành ha cho nên bạn cảm thấy rất là vui vẻ phấn chấn và các bạn sẽ có sự kết thúc hoàn toàn cái chu kỳ cũ luôn ha bước vào cái một cái cánh cửa lớn ha để mở ra một cái tương lai tươi sáng cho các bạn đó ở ừ. một số bạn ở đây mình thấy dường như có bạn sẽ có một sự dự tính học ngoại ngữ ha chẳng hạn ừ. một số bạn thì có khả năng các bạn có được những cơ hội mới và những cơ hội này liên quan đến yếu tố nước ngoài ha à. và ở đây cái bước đầu tiên để bạn có thể biến bất kỳ giấc mơ nào thành hiện thực đó là tin tưởng ha Ừ. hạnh phúc và sự tự tin bắt đầu bằng một cái hành động đó là đức tin bạn đã có được ước mơ của mình ha đó là một cái lý do tốt chính đáng để bạn có thể phát triển nó hãy tin vào chính mình ừ. hãy xem coi cái gì nó làm cho bạn trùng bước ha và giải phóng cái nỗi sợ hãi của bạn và đưa ra những quyết định làm theo mong muốn của trái tim bạn bạn được hướng dẫn để bạn có thể thực hiện được cái mục đích sống của mình và ở đây thì ơn trên yêu cầu bạn làm điều đó một cách vui vẻ ha, và thoải mái nhất. Ừ. Bắt đầu chuyển đổi, ha, phát triển cá nhân của các bạn bằng cách bạn nói với những người ủng hộ ý định của các bạn. Khi mà bạn bày tỏ kế hoạch của mình bằng lời nói thì chúng trở nên à, một cái um, động lực ha, để bạn có thể tiến về phía trước mạnh mẽ hơn. À, việc nói lên những cái hy vọng của bạn giúp cho bạn có được cái lòng can đảm trong cái niềm tin của mình và mang lại cái sự thay đổi thực sự ha à. một sự bắt đầu cho cuộc hành trình mới của các bạn ha. với chặng đường dài ha. các bạn có được cái sự tương trợ từ ơn trên được vũ trụ được uh, thiên thần michel hướng dẫn và bảo vệ cho các bạn ừ. hãy cởi mở với những cái ý tưởng mới ha bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ừ. hãy biết rằng bạn là một người có tài năng không có giới hạn cho nên hãy có một sự nắm bắt mục tiêu thực sự các bạn và bắt đầu phát triển con người bạn của bạn một cách toàn vẹn nhất ha và đây một cái lời nhấn mạnh dành cho các bạn là không có gì mà bạn không thể thực hiện được nha bạn là một người có tiềm năng vô hạn đó. bạn có năng lượng của một nhà ảo thuật gia the magician đó ha. À. và ơn trên sẽ giúp cho bạn có thể thể hiện bất cứ điều gì mà bạn cần để thành công À, những cái nguồn lực mà bạn cần sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu nhất ha về tiền bạc những ý tưởng đổi mới những khả năng sáng tạo hoặc là những người bạn sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn ừ. và hiểu những gì bạn đã có so với những gì mà bạn đang cần sẽ cho phép ơn trên gửi cho bạn những cái món quà hoàn hảo hơn và bạn có cái kỹ năng tuyệt vời và cái tài năng sáng tạo ha ừ. à, đồng thời những cái điều này rất là đáng tin cậy ha mình thấy là như vậy tuy nhiên à, bạn cũng nên có một cái sự gọi là biết ha nghe những cái lời hướng dẫn hoặc là những cái sự gọi là hỗ trợ hoặc là những cái lời khuyên để bạn có thể có sự hoàn thiện chính mình bạn nên có sự gọi là tìm kiếm những kinh nghiệm từ những người có kinh nghiệm đi trước á để bạn có những cái hướng đi đúng đắn hơn ha À, mình thấy các bạn sẽ có cơ hội để có thể tiếp cận được thêm trí tuệ và có được cái sự bảo vệ ừ. và đây là thời điểm mà các bạn sẽ có sự chịu trách nhiệm về cuộc sống của các bạn bạn có khả năng làm bất cứ điều gì và cái thành công của bạn là nhờ vào cái sự học hỏi phát triển và sự đào tạo xuất sắc ừ. bạn được ơn trên hướng dẫn và đào tạo bọc bạn một cách bài bản thông qua những cái tình huống những bài học mà bạn gặp phải trong cái hành trình của mình ừ. tài năng của bạn có khả năng gọi là tạo nên những điều lớn lao. Ha hãy hình dung những hy vọng và ước mơ các bạn, bởi vì bạn có khả năng đạt được cái điều này. À ở đây mình thấy các bạn sẽ thoát khỏi cái giai đoạn khốn khó về tài chính ha, các bạn có thể cũng sẽ gặp cái những cái trở ngại khó khăn về tiền bạc nhưng mà mình thấy các bạn sẽ vượt qua được cái tình huống này hoặc một số bạn các bạn có những cái vấn đề về sức khỏe các bạn cũng sẽ vượt qua được ha. ha mình thấy là như vậy ừ. một số bạn ở đây có sẽ có những chuyến đi ha đi du lịch đi đây đi đó rồi đó à, có một sự gọi là à, phát triển hoặc là có những cái bước hành trình mới trên cái con đường của các bạn ừ. Các bạn sẽ có những chuyến phiêu lưu ha à, tuy nhiên chuyến phiêu lưu này được vũ trụ hỗ trợ cho các bạn đi đúng đường đúng hướng ha nói chung mình thấy các bạn sẽ cảm thấy lân lân hạnh phúc bởi vì bạn có cơ hội đổi đời nha có cơ hội để phát triển ha, bản thân của mình để tạo dựng cho mình một cái cuộc sống giàu có về tài chính à, và mình thấy thì cuối năm nay cái điều bạn lân lân nhất đó là bạn có cơ hội để thay đổi và những năm sau là cái những cái năm mà bạn sẽ có sự thăng hoa rực rỡ nhất ừ giống như bạn đang đi lạc đường mà bạn tìm được kiếm được cái con đường bạn biết rằng mình sẽ thành công mình sẽ đi đến đích đó ha bạn sẽ hạnh phúc bởi vì cái điều đó bạn đã tìm được cái kho báo hoặc tìm được cái bản đồ rồi kiểu như vậy à, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn cũng sẽ có những cái sự đấu tranh khá là nhiều tuy nhiên giai đoạn này các bạn đừng có bị à, để cho những người tiêu cực hoặc là những cái hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần của bạn Hãy luôn giữ vững tinh thần rằng mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Và trong cuộc sống của các bạn là bước vào cái giai đoạn của cánh cửa mới rồi. Một hành trình mới là bánh xe chuẩn bị lăn rồi. Cho nên là đôi khi nó hơi rung rinh, nó hơi gọi là khiến cho bạn cảm thấy hơi bị choáng ngợp và mệt mỏi bất ngờ. Nhưng mà mọi thứ rồi sẽ qua, bạn cũng sẽ lấy lại được cái tinh thần cân bằng. Vì các bạn nên giữ cân bằng ha. Dành thời gian để có sự điều chỉnh tinh thần cũng như chăm sóc sức khỏe mình thật là tốt để chuẩn bị cho một bước thăng hoa phát triển trong cuộc sống các bạn. Ừ. Ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có sự chính trực ngay thẳng, hãy có cái sự rõ ràng, tỉ mỉ, kỹ lưỡng trên cái hành trình các bạn. Ừ. Và đồng thời mình thấy các bạn có sự gọi là phát triển bản thân rất là mạnh mẽ ở đây, ha trở thành một cái người khôn ngoan, thấu đáo, ha, sáng suốt. Hoặc bạn gặp được một cái người mang năng lượng nam, đây là một người thông minh, nhạy bén, có tinh thần thép, một người dưỡng chất, dưỡng mạnh à, và có sự cẩn trọng mà cái người có rất là nhiều kinh nghiệm. ha có thể bạn sẽ học hỏi họ, ở họ rất là nhiều điều ừ. và mình thấy chính những cái khó khăn của các bạn nó sẽ chui ràng bạn mạnh mẽ hơn ừ. Và bạn tìm được cái sứ mệnh con đường thực sự lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất là vui bởi vì mình không có còn bị à, mù đường nữa ha. không còn bị mắc kẹt không còn bị mất phương hướng nữa ừ. giống như một con ngựa mà tìm thấy con đường của nó nó biết được cái đích đến nó sẽ phi rất là nhanh ha phi nước đại luôn còn khi mà không có tìm được con đường sẽ rất là lơ thơi <laughs> sẽ rất là gọi là nhàn nhàn đi không có cái định hướng ấy. chỉ như vậy nhưng mình thấy bạn vui nhất là bởi vì bạn tìm ra được cái định hướng con đường của các bạn ha. Con đường này sẽ mở ra cho bạn cái sự thành tựu, sự thành công, sự phát triển lớn lao. Một số bạn các bạn đã thành công rồi thì mình thấy trong giai đoạn cuối năm 2023 thì có khả năng là các bạn nếu như các bạn có sự tỉnh táo cẩn trọng các bạn sẽ có khả năng giữ vững được những cái điều mà bạn có bạn có khả năng là sẽ tạo nên những cái thành công mới có những cơ hội mới đang đến với các bạn nữa ừ. nhưng mà mình thấy trong thời điểm này các bạn hết sức bảo vệ sức khỏe nè bảo vệ tài chính không nên đầu tư mạnh mẽ và có bất cứ điều gì cả mà chỉ đầu tư phát triển cá nhân thôi ha, phát triển bản thân các bạn đó, bởi vì tầm bạn ở đâu tiền ở bạn ở đó và trong những thời gian tới là nhờ vào cái tài năng trí tuệ sự khôn ngoan sự gọi là thấu đáo và cái sự lanh lẹ các bạn các bạn sẽ thu hút những cơ hội kiếm tiền. À, một vài bạn có cơ hội của các bạn nó xuất phát từ uh, sự sáng tạo nè, liên quan đến uh, mạng xã hội, liên quan đến uh, uh, truyền thông vân vân hoặc liên quan đến thiết kế hay gì đó ha. Mà đòi hỏi bạn phải có tính trung thực, trung trực. Ừ. Và giống như mùa xuân ha, uh, có sự khởi đầu trong cuộc sống các bạn. Ừ. các bạn sẽ rời khỏi cái mùa đông lạnh giá ha à, một số bạn có khả năng như mình nói sẽ có những cái chuyến đi những sự thay đổi chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc chuyển công việc nói chung mình thấy bạn sẽ có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn giống như là thay đổi tất cả mọi thứ hoặc là thay đổi chính bản thân của bạn à, như lúc xưa các bạn có sự tự ti rụt rè lo lắng sợ hãi rồi che giấu rồi đó nhưng mà giai đoạn cuối năm nay các bạn sẽ có một cái sự dưỡng vàng bước ra ánh sáng ha tự tin à, theo đuổi ước mơ và không có sự che giấu bản thân nữa. Ừ. các bạn sẽ có sự phát triển toàn diện ha. À. bạn nào mà muốn đi nước ngoài làm việc theo dạng môi giới hay gì đó thì các bạn nên kỹ lưỡng cẩn thận để tránh bị mất tiền gặp phải những cái người không đúng nha. À, phải có sự rõ ràng à, tìm kiếm thông tin để không thôi là các bạn sẽ có sự bị mất tiền mất bạc hoặc là bị người khác à, à, lợi dụng lừa đảo đó. cho nên là hết sức cẩn trọng. À. thấy là như vậy. Ừ. tuy nhiên mình thấy các bạn nên có sự thấu đáo và rõ ràng hơn có tầm nhìn xa rộng hơn biết suy nghĩ hơn biết cân nhắc hơn hoặc xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước để xem coi, uh, cái con đường của mình nó có đúng hướng hay không hoặc là đây là thời điểm mà các bạn nên có sự nhìn ngắm những cái tình huống những cái uh, sự kiện trong thế giới trong cuộc sống này để các bạn có thể có những cái bước đi cân nhắc kỹ lưỡng và các bạn có thể cầu xin ơn trên để bạn không có bị lạc đường À, có sự hướng dẫn cho các bạn giống như là khi mà bạn cầu nguyện á, thì có thể làng là bạn sẽ gặp được những cái người phù hợp họ sẽ cho nói những cái lời nói gì đó mà bạn cảm thấy được thức tỉnh hoặc họ cho bạn những cái lời khuyên phù hợp để bạn không có bị rơi vào cái sự rủi ro rơi vào cái cài bạn gầm bảy của người khác à, kiểu như vậy một số bạn sẽ có sự gia tăng phát triển về mặt uh, trực giác của các bạn cực kỳ mạnh đó. À. ở đây là có liên quan đến những chuyến đi liên quan đến con thuyền liên quan đến những cái sự dịch chuyển ở đây ha ừ. à, giống như các bạn sẽ chuyển sang cái giai đoạn uh, êm ái hơn không có còn ở trong giai đoạn bão táp phong ba nữa <laughs> thì đó cũng là một cái điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc ha bởi vì bạn có thể chuyển đổi hoàn cảnh ừ. À, và ở đây thì mình thấy một cái thông điệp tích cực như các bạn các bạn sẽ có những cái nguồn năng lượng mới hoặc sẽ có những cái sự đam mê sẽ phát triển mọi thứ có sự tốc độ hơn các bạn sẽ có những hoạt động lành mạnh hơn có những tin tức thông điệp đến với các bạn Và một số bạn có khả năng là gặp được những cái người bạn thân thiết hoặc là người thân ha Rồi các bạn có được cái sự tự do cho chính mình ừ. đồng thời thì mình thấy là có một số bạn thì các bạn có những cái sự vui vẻ hơn người vấn đề tài chính ha, ừ. tài chính có khả năng nó được cải thiện đó à. và đồng thời các bạn có được cái sự phước lành gia tăng ha, có sự thịnh vượng à, và lại một cái thông điệp liên quan đến sự tự do nữa, ừ. các bạn có khả năng không có bị trói chặt trong cái hoàn cảnh mà bạn cảm thấy nghiệt ngã nữa, à. bạn tìm ra được con đường, bạn giải phóng bản thân của mình, có được cái tự do cho chính mình. À. và ở đây thì mình thấy một số bạn là như mình nói sẽ có những cái chuyến đi sẽ cơ hội có sự gọi là phát triển có sự đi du lịch ha à, tận hưởng những niềm vui thậm chí một số bạn là có thể là các bạn ở nước ngoài các bạn về thăm gia đình các bạn ha đi xuân sẻ hoặc là các bạn nào đó muốn đi du lịch hay gì đó các bạn có cơ hội đi với người thân gia đình các bạn có những cái sự trải nghiệm hạnh phúc ừ. Ở đây một cái thông điệp dành cho các bạn đó là bạn có năng khiếu làm việc với những người trẻ tuổi và có mục đích thiên liêng của bạn nó liên quan đến việc giúp đỡ, dạy dỗ hoặc là nuôi dạy con cái. À, một số bạn ở đây mình thấy có tin vui về con cái nữa nha. Ừ. Và thiên thần ở bên bạn ha. Ừ. Và vui mừng mang đến cho bạn những cơ hội để bạn có thể giúp đỡ trẻ em và tất hoặc là những cái người trẻ tuổi ha, những thế hệ trẻ. Ừ tất cả những gì bạn cần làm đó là chú ý đến những người trẻ ha mà thiên thần mang đến vào quỹ đạo của các bạn ừ. hãy là chính mình một cách vui vẻ với những đứa trẻ này phần còn lại sẽ có một cái sự gọi là ừ, thiên thần sẽ hỗ trợ cho mọi thứ nó diễn ra một cách êm ái nhất à, hỗ trợ cho bạn có thể biết mình cần phải làm gì ha ừ. khi mà bạn sẵn sàng cho một cái vai trò tăng lên thì bạn hãy có một cái sự gọi là ừ, cầu nguyện nhiều hơn ha để bạn được hướng dẫn và thiên thần hiểu với tính khí của bạn và ngài sẽ đưa cho bạn đến những cái tình huống mà phù hợp với đam mê tài năng và sở thích của bạn à, và bạn là niềm hạnh phúc cho trẻ em khắp mọi nơi đó. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi à, bạn sẽ lân lân hạnh phúc nhất về điều gì vào cuối năm 2023. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là giỏi nha. Ừm các bạn là những người luôn có cái hướng đi con đường mục tiêu hướng tới các bạn là một người có khả năng nhìn xa trông rộng ha rất là thông minh và nhạy bén biết suy nghĩ và luôn hừng hực ha khí thế sự nhiệt tình sự gọi là kiên định một số bạn ở đây mình thấy các bạn rất là thích các loài chim ha đặc biệt cái khả năng bạn xích nhất là chim ưng đại bàng đó và mình thấy khi mà bạn đã quyết bạn đã muốn thì bạn sẽ tập trung vào cái mục tiêu của mình và không để những cái điều tiêu nhiễu bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái hành trình của các bạn ha một số bạn các bạn đang mong chờ một cái điều gì đó đến với các bạn hoặc là bạn đang mong chờ một ai đó ở xa một tin tức gì đó ở xa ở đây ha ừ, và mình thấy các bạn là những người biết phóng tầm nhìn của mình và cái điều mình muốn ha kiểu như vậy cho nên là mình thấy có một số bạn ở đây là các bạn đã đạt được ha đã thu hút được hấp dẫn được những cái điều tích cực những cái điều bạn mong muốn À, có khả năng là mình thấy các bạn có rất là nhiều mơ ước Nhiều nguyện vọng cháy bỏng Nhưng mà bạn có thể làm được cái điều đó và Mình thấy hiện tại có thể là dạo gần đây Các bạn rất là mỏi mệt Các bạn rất là buồn ngủ ha, Quể quải ha Có nhiều điều còn muốn uh, thực hiện Nhưng mà đôi khi nó lại mỏi mệt Và đôi khi có khả năng là các bạn uh, nghỉ ngơi Các bạn còn thời gian nghỉ ngơi Để tái tạo lại năng lượng ha Để chuẩn bị uh, có một cái uh, năng lượng mới Sức sống mới Để có thể gọi là thực hiện những cái đam mê của mình Trong thời gian tới mình thấy các bạn có rất là nhiều những cái đam mê ước muốn à, kỳ vọng hoài bão và ở đây mình thấy cái khả năng các bạn là những người sẽ có sự thu hút được những cái sự đủ đầy dư giả đến với các bạn ha mình thấy các bạn là những người có lòng biết ơn sâu sắc vậy những gì bạn có được trong cuộc sống và chính những cái lòng biết ơn này các bạn được vũ trụ ban cho bạn nhiều hơn thế nữa và đôi khi một số bạn các bạn sẽ không mất sức quá nhiều để bạn có thể thu hút được cái sự đủ đầy này mà bạn được ơn trên hỗ trợ cho các bạn ha bạn chỉ cần tin tưởng ha và có sự gọi là um, chìm ngập trong cái phước lành của uh, thần thánh thôi um, mình thấy các bạn là những người vừa thông minh và có sự gọi là lý trí ha, sáng suốt và có khả năng thấu đáo nhìn thấu mọi thứ uh, đồng thời các bạn có một cái sự tích cực có tiền có bạc các bạn có khả năng tạo ra cái cơ hội kiếm tiền cho chính mình hoặc cho những người khác nữa À, các bạn là những người rất là yêu thương gia đình, ha, là những người có một cái sự gọi là bao dung, à, rộng lượng, biết chăm sóc, biết săn sóc, à, hoặc thậm chí một số bạn các bạn còn là một người nâng đỡ tinh thần cho người khác, hoặc là giúp cho những thế hệ trẻ nữa. Ừ, nói chung mình thấy các bạn giỏi mà các bạn không có sự kiêu kỳ, hoặc không có quá gọi là à, vị kỷ mà các bạn luôn biết cho đi, luôn muốn hỗ trợ, nâng đỡ cho mọi người. và ừ. ở đây mình thấy các bạn là những người biết nhìn người nữa đó ha, à, bạn rất là khôn ngoan và có sự sáng suốt và trong cuộc sống của bạn thì mình thấy khả năng bạn quen toàn những người chất lượng thôi ha bạn là một người tần số cao thì mình thấy bạn toàn thu hút những cái người cùng tần số đến với các bạn để có thể hòa nhịp đồng điệu uh, nâng cao cái sự thành công của các bạn của tất cả mọi người trong nhóm ha kiểu như vậy rồi để mình xem coi uhm. Bạn sẽ lân lân hạnh phúc về điều gì vào cuối năm 2023? Bạn sẽ lân lân hạnh phúc về điều gì nhất vào cuối năm 2023? Một số bạn ở đây bạn buồn ngủ thì bạn cứ gọi là nghỉ ngơi đi ha Tại đây là thời điểm cuối năm rồi cho nên là đôi khi bạn đã làm việc một cách rất là siêng năng, quần quật <laughs> suốt cả năm Thì đây là thời điểm mà bạn có quyền nghỉ ngơi, thư giãn, nha. À, thanh thản nhất Đừng quá căng thẳng trong thời điểm này à Một số bạn ở đây mình thấy các bạn đã uống nước nhiều nha, à, bạn hơi bị nóng trong người đó các bạn sẽ là những người cha người mẹ rất là tốt ha à, hoặc là trong cuộc sống các bạn có khả năng là bạn cũng được người thân người cha mẹ của các bạn có sự quan tâm hỗ trợ cho các bạn à, tiếp thêm sức sống nâng cao tinh thần cho các bạn ở đây mình thấy các bạn có rất là nhiều những cái thông điệp liên quan đến ước mơ trở thành sự thật đó ha ừ. mình thấy các bạn sẽ có sự ngập tràn cái sự ngạc nhiên và đồng thời có những cái niềm vui À, tuyệt vời giống như một trẻ thơ nhận được một cái món quà bất ngờ vậy đó ha à, hãy hình dung những gì mà bạn mong muốn và sau đó thực hiện một cái điều ước à, bạn có thể gọi là viết ra hoặc là tưởng tượng ha à, mường tượng cái điều đó ừ. đồng thời ở đây mình thấy các bạn hãy có sự cầu nguyện với ông trên để cái ước mơ các bạn được dâng cao ha à, để có thể mau chóng chạm đến được nó hãy tận hưởng cuộc sống vui tươi của các bạn tận hưởng những cái điều đơn giản và dành thời gian với bạn bè hoặc là gia đình trong các hoạt động vui vẻ và nâng cao tinh thần ha ừ. những cái mong muốn tốt đẹp nhất của bạn sẽ trở thành hiện thực đó à. các bạn sẽ có sự kết thúc những sự lo lắng và sự phong phú thịnh vượng sẽ ngập tràn trong cuộc sống các bạn các bạn sẽ có được một tương lai tốt đẹp ha niềm vui có sự gọi là trào dâng ừ. và ở đây mình thấy các bạn có được tình yêu nha ha một cái mối quan hệ rất là bổ ích và vui vẻ nó sẽ bắt đầu ha À, một cái người mới bước vào cuộc sống của bạn hoặc là à, đây là cái thời điểm mà sẽ có một cái sự đại diện cho một cái giai đoạn mới của sự thân mật về tình cảm với cái người bạn đời hiện tại ha và để bạn có thể đạt được cái sự thỏa mãn trong đời sống tình cảm thì trước tiên bạn phải mở rộng trái tim của mình để yêu thương ha à, điều này bao gồm cái việc gọi là tin tưởng vào bản thân và sự xứng đáng được yêu thương của bạn khi mà bạn đối mặt với những cái tình cảm dân trào ha bạn hãy để tình yêu tự do tuôn chảy từ trái tim của bạn và bạn hãy biết rằng bạn xứng đáng nhận được cái điều đó nha ừ. một số bạn ở đây các bạn sẽ có những cái sự thức tỉnh tâm linh à, và có những cái khả năng tâm linh mới ha hoặc là có một cái sự gọi là được ơn trên hướng dẫn cho các bạn vượt qua được những cái tình huống khó khăn ở hiện tại ừ các bạn sẽ có được những cái thông điệp liên quan đến tình yêu ha hoặc là các bạn sẽ có được những cái sự lãng mạn trong tình cảm như mình nói hoặc là bạn sẽ có được cái sự đồng cảm với những người xung quanh ha những cái mối quan hệ trong cuộc sống của bạn nó có sự thuần khiết và nó có sự gắn bó chặt chẽ à, một số bạn ở đây có khả năng là còn tìm được ngôi nhà mới như ý nữa đó vào ừ. wow, mình thấy giai đoạn cuối năm này các bạn sẽ có những cái buổi tiệc đó ừ. ăn mừng cho những cái thành công lớn của các bạn ha À, sẽ có những sự chúc mừng từ ơn trên nhìn cho các bạn nữa đó. Ừ, bạn đã hoàn thành xuất sắc cái công việc sắp xếp những gì bạn đang cố gắng hoàn thành và những gì bạn cần để thành công. À, và bạn sẽ có những cái sự khá là bận rộn trong giai đoạn cuối năm này. À, bạn sẽ có một cái sự hướng mắt về phía chân trời và bắt đầu hành động cho những kế hoạch trong thời gian sắp tới. Những cái nỗ lực sáng tạo của bạn được uh, ưu chuộng ngay bây giờ ha một số bạn có khả năng các bạn mong muốn có con hoặc là bạn tham gia những dự án mới và bạn coi là đứa con tinh thần của mình à, và bất cứ khi nào có thể hãy cố gắng thêm cái nét nghệ thuật và từng bước trên cái đường đi các bạn ha ừ. các bạn sẽ được truyền cái niềm vui và kiến thức cho các nhiệm vụ các bạn dù lớn hay nhỏ thì không có gì có thể cản trở các bạn hết ừ. các bạn sẽ nâng cao cái nguồn cảm hứng ha À, đồng thời ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có sự vui vẻ với những khởi đầu mới hoặc là những khởi đầu của sự nỗ lực mới thú vị hoặc là một đứa bé ra đời hoặc là có tin vui về con cái như mình nói bạn ừ. hãy biết rằng cái việc bạn làm việc chăm chỉ bạn sẽ được đền đáp ha nâng cao sự sáng tạo của mình nữa ừ. những nỗ lực nó sẽ thành công một số bạn có khả năng đam mê những thứ xa qua có tiền có bạc để có thể mua sắm những cái món đồ mà bạn ưa chuộng bạn yêu thích Ừ. tô điểm cho cuộc sống của bạn cho nên vui vẻ hơn à, bạn làm được rất là nhiều việc ha ừ. hoặc một số bạn các bạn có khả năng là uh, báo hiếu cho cha mẹ của mình ha à, à, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có một sự kết nối với mẹ của bạn rất là nhiều ừ. trong thời điểm này hoặc một số bạn có khả năng trở thành một người mẹ đối với những bạn mang năng lượng nữ ừ. một số bạn có khả năng là sinh nở thành công <laughs> nếu như bạn đang mang thai À. Ở đây có một số bạn các bạn hơi bị mất tự tin một chút nha. À, hoặc là bạn đang có sự kìm hãm đi gì đó, bạn rất là muốn làm hoặc là muốn um, phát triển nhưng mà bạn bị mắc kẹt, bị cản trở hoặc là có những điều gì đó mà bạn thiếu quyết đoán ha. Ừ. Thì đây là lúc mà bạn phải tin tưởng vào bản thân của mình và tiến về phía trước rồi. À, việc đưa ra quyết định đôi khi nó có thể khó khăn nhưng mà trực giác sẽ hướng dẫn cho bạn đến cái sự lựa chọn hoàn hảo và bạn có thể là bị phân dân giữa việc làm những gì bạn biết là phù hợp với mình và làm những gì mà người khác muốn bạn làm thì uh, vấn đề này đòi hỏi bạn phải xem xét cái nhu cầu của chính mình ha nếu như bạn cảm thấy thiếu sự rõ ràng thì bạn có thể là cầu xin vũ trụ các thiên thần các đấng bảo hộ thiên liêng cho bạn có dấu hiệu hoặc là bạn nên có sự lắng nghe hướng dẫn tinh thần của riêng bạn ha, tiếng nói nội tâm của bạn hãy tự tin lựa chọn và có thể là cần phải thỏa hiệp với người khác để có thể tiến về phía trước và đừng để những cái lo lắng trong quá khứ nó ngăn cản bạn đạt được cái mục tiêu của mình ừ. và ở đây một số bạn các bạn cảm thấy bị mắc kẹt giữa lý trí và cảm xúc ha thì bạn được khuyến khích hãy có một sự phân tích tổng thể cái tình hình à. và hãy biết rằng bạn có khả năng biến chuyển mọi thứ khi bạn có sự giữ dữ vững cái niềm tin đức tin và cố gắng hành động theo cái trực giác tiếng nói nội tâm của các bạn những gì mà mình không thể thay đổi được những con người mình không thể gọi là thay đổi được cái suy nghĩ của họ thì mình nên bỏ qua họ bỏ qua những cái điều mà mình không thể kiểm soát được tập trung vào những gì mà mình có thể nắm vững nắm chắc hoặc là mình có khả năng phát triển thăng hoa ha đừng để những cái điều tiêu cực nó níu chân bằng lại ha. và mình thấy có khả năng sẽ có những cái món quà hoặc những niềm vui gì đó sẽ đến với bạn một cách rất là nhanh hoặc là sẽ có những cái hành động gì đó rất là nhanh nhẹn hoặc là vấn đề của bạn nó sẽ có sự phát triển À, mạnh mẽ ừ. và ở đây thì mình thấy đôi khi có khả năng các bạn cũng có một cái sự cần phải có lòng duy tâm và có sự quyết đoán tập trung và quyết tâm à. và đừng có bốc đồng ha kiểu như vậy làm gì thì làm bạn có khả năng muốn hành động nhanh chóng nhưng mà hãy có sự biết xem xét kỹ lưỡng thấu đáo vấn đề rồi hãy hành động để tránh đưa ra những hành động sai lầm ừ. và hãy tin tưởng mạnh mẽ và sứ mệnh của các bạn ha à, các bạn có quyền đấu tranh cho công lý những cái thay đổi đột ngột hoặc là bất ngờ sẽ đến và những cái giải pháp trí tuệ cho các vấn đề nó cũng sẽ được gọi là nảy nở ở đây ở đây mình thấy một số bạn có bạn có khả năng sống lại những khoảnh khắc tuổi thơ ha, ha hoặc là một số bạn có thể là bạn sẽ nhìn cuộc sống này qua một đôi mắt của một đứa trẻ các bạn thấy được thế giới tràn ngập những khoảnh khắc vui tươi và tuyệt vời ha À, và bạn được khuyến khích hãy có một cái sự tiếp xúc với cái nhìn tươi sáng vẫn còn sống trong bạn những kỷ niệm hoặc những người trong quá khứ của bạn có thể tái hiện trong cuộc sống của bạn mang theo những điều bất ngờ đầy mê hoặc ha hoặc là những cái trải nghiệm từ thời thơ ấu ha những ngày còn trẻ có thể mang đến những cái nguồn cảm hứng bất ngờ cho cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn ừ. hãy nghĩ lại những khoảng thời gian trong cuộc sống tương tự như như vậy mà bạn phải đối mặt ha bây giờ và ghi chú về cách bạn xử lý những sự kiện đó và cách bạn có thể áp dụng những gì mà bạn đã học vào hiện tại và hãy đặc biệt chú ý để nhìn quá khứ một cách chính xác mà không tạo ra những quan điểm tích cực hay là tiêu cực về nó à. các bạn sẽ có những khoảng thời gian ở cạnh bên những người thân yêu các bạn cha mẹ anh chị em hoặc là con cái vân vân à. nếu có ha à, tận hưởng những câu chuyện vui vẻ ấm áp với nhau ừ. sẽ có những sự nghĩ về những kỷ niệm cũ ha à. Và đồng thời thì mình thấy là các bạn sẽ có sự gọi là nhen nhớm lại ha, những mối quan hệ lãng mạn. À, thậm chí có một vài bạn có thể sẽ có một sự gặp gỡ những người thân họ hàng à, quen biết hoặc là một cái tình cũ nào đó. ha ừ. Có một số ít bạn thì như vậy. Các bạn sẽ có những sự hồn nhiên như trẻ thơ. Ừ. Hoặc là bạn sẽ có những mối quan hệ tri âm tri kỷ như người bạn tâm giao đến với các bạn. Ừ. ở đây một số bạn thấy cái khả năng còn có những cái niềm vui liên quan đến thừa kế nữa đó ừ. à, trong cái trải bài này các bạn liên quan đến trẻ em khá là nhiều ha ừ. rồi à, bạn sẽ lân lân hạnh phúc nhất về điều gì vào cuối năm 2023 justice công bằng công lý được thực thi hoặc là giấy tờ hồ sơ pháp lý gì đó của bạn nó được thực hiện à, theo cái hướng có lợi cho các bạn vào wow. Ừ. Một số bạn các bạn sẽ rất là hạnh phúc ha Trọn vẹn Nói chung là mình thấy dường như cuộc sống của bạn vào cuối năm Nó sự rộn ràng Có tiền có bạc ha Sự gọi là phúc lành Thịnh dượng Dồi dào đủ đầy về mọi mặt luôn Thậm chí có khả năng một số bạn sẽ gặp gỡ những người thân ở xa Về thăm các bạn ha Sẽ có những buổi ăn uống ha Tiệc tùng Vui vẻ ở đây Rồi các bạn có được cái tầm nhìn sáng rực về cuộc sống ha các bạn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn các bạn có sự gắn kết với người thân đặc biệt cha mẹ các bạn hoặc một số bạn có khả năng là trong cái giai đoạn uh, cuối năm này um, các bạn sẽ uh, có người, người, những người thân tổ tiên các bạn đã khuất có khả năng là họ sẽ có sự chung vui với cái niềm vui sự thành công sự thắng lợi của các bạn đó và có khả năng là những thành công của bạn cũng có sự góp mặt ha, uh, phát triển nhờ vào cái sự uh, hỗ trợ từ người thân, tổ tiên đã khuất các bạn, một số người đã lên thiên đàng rồi đó, mình thấy là như vậy. Họ sẽ có sự phù hộ, bảo vệ cho uh, những người thân yêu, đồng thời giúp cho cuộc sống của bạn có sự thăng hoa về tài chính để bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ được nhiều người thân yêu của mình nhiều hơn, hoặc là giúp đỡ cho cộng đồng. Ừ. Nói chung mình thấy bạn là mọi mặt bạn đều rất là phát triển tốt ha. thành công chỉ là có một số bạn các bạn không tin tưởng hoặc là bạn chần uh, chừ hoặc là bạn hay để những cái nỗi sợ lo lắng nó nhấn chìm nó khiến cho bạn bị uh, mất đi cái sự tập trung uh, bị chạch thương cho nên các bạn cần hết sức tập trung vào những cái điều này. Tập trung vào những điều bạn muốn, tập trung vào niềm hạnh phúc, tập trung vào cái uh, điều tốt đẹp trong cái trải bài này thì bạn sẽ có khả năng thu hoạch cái điều này đến với bạn một cách vững chãi nhất ha. Trời đang mưa nên hơi ồn các bạn không cảm nha. vào wow. ở đây mình thấy các bạn có khả năng có nhà mới nữa nè một số bạn có thể là mua được căn nhà mới hoặc là nhà cửa các bạn có sự khang trang à, Trang trí xinh đẹp lộng lẫy <laughs> một số bạn ở đây thì à, mình thấy là các bạn à, có nền tảng hoặc là một số bạn có khả năng là xây dựng gia đình ha à, thậm chí có một vài bạn sẽ lên kế hoạch kết hôn chẳng hạn ừ. các bạn có sự bảo vệ từ ơn trên rất là mạnh mẽ cho gia đình các bạn nha có sự an toàn ở đây ngoài ra có một số bạn sẽ nhận được những cái bức thư, những cái uh, lời khen ngợi hoặc là những cái uh, sự chỉ dẫn, những cái thông điệp, ha, uh, những cái hợp đồng mới, những tin tức mới gì đó sẽ đến với các bạn nè. và các bạn có được uh, cái lá phước này ha liên quan đến cái sự uh, dồi dào về tài chính kinh doanh cái sự thuận lợi hơn, có nhiều tiền hơn, tạo nên được nhiều giá trị, có nhiều cái sự gọi là uh, trù phú sung túc gia tăng, ha. Uh, và có nhiều tài sản và có được cái sự tự do ha về tài chính vào wow, quá tuyệt vời luôn toàn là những cái lá bài rất là đẹp ha một cái cuối năm đầy hứng khởi cho các bạn uh, tụ 2 rồi để mình xem coi lời khuyên từ các thiên thần dành cho các bạn là gì ha số bạn chọn tụ 1 tụ 2 khá là nhiều ha À, mình thấy có con số lập 444 các bạn tụ hai có thể lên Google sợi con số thiên thần này để biết thêm cái thông tin thông điệp mà thiên thần muốn trao gửi cho các bạn nha ở đây mình thấy các bạn đang có một cái sự gọi là bay cao bay xa <laughs> điều này có thể khiến cho nhiều người khó chịu nha nhưng mà đừng hạ xuống ha bởi vì những người khác sẽ sớm được truyền cảm hứng từ tấm gương của các bạn đó ừ. Những cái ý định của bạn đã tạo ra một cái xu hướng đi lên trong cuộc sống của bạn. Ha. Những cơ hội mới đang đến với bạn và con người bên trong cũng như bên ngoài của bạn tỏ ra cái sự phát triển tích cực này. À, bạn có thể là lo lắng rằng những cái người khác sẽ ghen tị với thành công hiện tại và sắp tới của bạn. À, Vì vậy, vậy bạn sẽ nhạy cảm khi mà thảo luận về những thành tựu của mình. À, thậm, thậm chí có một số bạn, các bạn cũng có những cái lo lắng về tương lai, về con đường mới sẽ đưa bạn đến đâu. Bạn có thể mong muốn một cái sự đảm bảo về thành công trong tương lai. Thì ở đây cái thiên thần giúp cho bạn tận hưởng hiện tại và quá trình thực hiện công việc kinh doanh mới của các bạn Bạn hãy tin rằng mỗi khoảnh khắc đều tự nó diễn ra Vũ trụ luôn chăm sóc bạn và Ngài sẽ luôn như vậy Hãy cầu xin thiên thần vũ trụ cái đám mô hội thiên Liên giúp cho bạn luôn tập trung uh, vào cái mục tiêu các bạn ngay bây giờ Hãy bỏ đi cái thói quen lo lắng để có thể tận hưởng những món quà này Và cái lòng biết ơn là điều cần thiết lúc này ha À, và hãy giữ cho bạn ở một cái tầm cao ha giữ cho chuyến bay của bạn nó luôn vững chắc và không có dễ dàng bị rơi xuống <laughs> kiểu như vậy rồi uh, chúc mừng các bạn tụ 2 và mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi bạn sẽ lân lân hạnh phúc nhất vì điều gì uh, vào uh, cuối năm 2023 nghìn và đây diện cho bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng bạn ba. các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người sống rất là hài hòa, cân bằng, đoàn kết, thân thiện à, Các bạn cũng rất là mong muốn có được một cái tình yêu ha, đẹp và thấm thiết, ấm áp Một số bạn ở đây mình thấy các bạn đang cố gắng tiết kiệm tài chính, tiền bạc Không có dám tiêu xài nhiều trong thời điểm này À, các bạn là những người đang bước vào cái giai đoạn đổi mới cuộc sống đó, ừ, đang chuẩn bị có những cái bước uh, sự chuyển đổi lớn hoặc những cái bước hoặc thay đổi cuộc sống của các bạn luôn và mình thấy uh, cuộc sống của bạn mình thấy dường như là bạn sẽ xác định được cái mục tiêu hướng đi con đường rõ ràng hơn, bạn sẽ có những cái sự kết thúc những cái điều không phù hợp nữa, à, kết thúc hoàn toàn để bạn bước vào cái giai đoạn ánh sáng mới trong cuộc sống các bạn. Có ừ. thể à, đây là điểm mà các bạn nên có sự cân bằng ha và sẽ có những cái sự biến cố gì đó như là một số bạn kết thúc công việc cũ, kết thúc tình yêu, kết thúc bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy trăn trở nhưng mà thực sự những sự kết thúc là điều cần thiết để bạn mở ra một cái chương mới hoàn toàn để thành công hạnh phúc đến với các bạn ha những cái sự kết thúc rồi bỏ những cái điều này thì nó sẽ tạo một cái khoảng trống trong cuộc sống của bạn để những cái phước lành nó có sự lấp đầy ha mình thấy là như vậy đây là thời điểm các bạn đừng để bản thân của mình rơi vào cái sự biến động hoặc là quá rồi bị À, choáng ngợp mà lo lắng rồi gây hại đến bản thân của bạn bởi vì cuộc sống của bạn đang bước tới cái đỉnh cao rồi cho nên hãy cân bằng đừng để bản thân của mình suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cái uh, uh, tương lai tươi sáng các bạn nha ha mình thấy là như vậy đó các bạn có rất là nhiều lá khuyên bạn hãy có sự cân bằng cố thủ và uh, kiểu như là hãy có sự bảo vệ những thành quả hoặc bảo vệ bản thân của bạn bảo vệ sức khỏe và tinh thần của các bạn à, để bạn có sự trọn vẹn ha um, nhận được những cái sự thành công những cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình ừ, một cách có ý nghĩa nhất ha mình thấy là như vậy ở điểm này các bạn nên bảo vệ tài chính tiền bạc các bạn ừ, cho nó có sự an toàn ổn thỏa chứ đừng có gọi là bốc đồng ha nóng nảy rồi muốn thành công mau chóng thì rất là dễ rơi vào cái bẫy của sự thất bại của sự tốn tiền ha nói như vậy thời điểm này các bạn cũng nên ăn uống ha, đúng giờ đúng giấc hoặc là ăn kỹ lưỡng để um, bảo vệ cho sức khỏe về uh, vấn đề gan thận tiêu hóa dày của các bạn nha ừ. thời điểm này mà các bạn vẫn còn có thể bảo vệ được những thành quả mà bạn đang có ha, thì bạn cũng đã trở thành một người thành công hơn người khác rồi đó bởi vì uh, đây là cái giai đoạn suy si thoái kinh tế sẽ có rất là nhiều người đổ nợ hoặc là có rất là nhiều những khó khăn hoặc là thiếu thốn rất là nhiều điều nhưng mà các bạn vẫn có thể bảo vệ vẫn còn có được những cái th thứ các bạn có khả năng níu giữ được à, kiểm soát được ừ. thì bạn cũng đã có một cái sự gọi là uh, hài hòa hơn hoặc là ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hay có một sự uh, tập trung đào sâu nghiên cứu về bản thân của mình xem mình có những tài năng xem mình có những cái phẩm chất đáng quý nào đó để mình khai triển phát triển nó Đôi khi những tài năng của bạn sẽ thu hút được cái sự may mắn đối với các bạn ha, thu hút được cơ hội đó. Nên các bạn nên uống nước nhiều nha, mình thấy các bạn bị thiếu nước, hơi bị khô khô khan à, Đôi khi mình thiếu nước mình sẽ mất đi sự tỉnh táo, mình bị lờ mờ tâm trí á. Cho nên nước cũng rất là cần cho cơ thể các bạn và nước cũng giúp cho bạn có sự thanh lọc ha. thanh tẩy những cái chất cặn bã độc hại trong cơ thể. Hoặc là đôi khi mọi à, những lúc mà bạn cảm thấy mỏi mệt nhất, cảm thấy nặng nề, cảm thấy mù mờ thì các bạn nên tiếp xúc với nước như là rửa mặt hoặc là gọi đầu ha, và buổi sáng buổi trưa hoặc là buổi, buổi trưa chứ đừng có gọi đầu buổi tối. Ừ. Hoặc là đến những nơi gần ao hồ sông suối hoặc là ngắm mưa hay gì đó thì lúc đó các bạn sẽ tinh thần của bạn nó sẽ ổn hơn. Ừ. thể sẽ có một cái sự rõ ràng hơn ha. đây mình thấy các bạn được khuyến khích hay có sự bảo vệ trọn vẹn những gì mà bạn uh, đang sở hữu ha hoặc là trong cái giai đoạn cuối năm này các bạn sẽ có khả năng bảo vệ được những cái điều uh, quý giá của các bạn ừ. à, đồng thời ở đây thì mình thấy các bạn uh, mỗi buổi sáng khi mà bạn bắt đầu ngày mới thì bạn hãy cầu xin vũ trụ cái thiên thần cái đám hồ thiên liên bảo vệ bạn khỏi những người và những cái năng lượng tiêu cực ừ. À, ngoài ra thì mình thấy các bạn hãy đứng lên vì những cái mục đích quan trọng chẳng hạn như là à, bảo vệ cái uh, thành quả của các bạn hoặc là tập trung kiên nhẫn kiên trì cho cái um, sự uh, thu hoạch của các bạn trong thời gian tới kiểu như vậy một số bạn các bạn đang gieo trồng các bạn đang giống như là có những cái dự định kế hoạch gì đó đang thực hiện à, nhưng mà bạn được khuyến khích Hãy có sự kiên nhẫn hơn hoặc là kiên trì với cái hành trình của mình đừng có vội vàng nản chí ừ, bởi vì một cái um, sự uh, bội thu đang đến với các bạn rồi ha à. và hãy có sự gọi là chuẩn bị cho những thử thách phía trước ha có sự gọi là giữ vững quyết tâm của các bạn và đồng thời có tầm nhìn xa để mình tránh bị rơi vào cái uh, bẫy của những cái người uh, Dăng ra cho các bạn và cái sự trì trệ cái sự chậm trễ nó sẽ trôi qua thôi nó sẽ kết thúc ha à đã đến lúc bạn phải di chuyển rồi, đã đến lúc bạn có được cái sự kỳ diệu sắp tới với bạn rồi ha, cho phép bạn thực hiện một số thay đổi như mong đợi. Một cái sự đồng bộ hạnh phúc, những cái vận may đang mỉm cười với bạn và những cái điều may mắn xung quanh các bạn. Hãy nhớ rằng ơn trên đã bắt đầu mọi việc cho bạn có thể là giữ đà để bạn phát triển đó. Ừ. Và khi mà bạn có những cái hành động có những cái sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của mình thì các bạn nên có thêm những cái sự nghiên cứu ha, rõ ràng kỹ lưỡng và cẩn trọng tìm kiếm thông tin một cách vững chắc nhất và hãy uh, vây quanh bạn với những cái người tích cực ha những người có thể cổ vũ cho bạn và hoan nghênh cái thành công của các bạn à, một cái sự thịnh vượng sắp đến rồi cho nên bạn nào đang muốn uh, kết liễu cuộc đời các bạn nên suy nghĩ lại nha bởi vì bạn sắp có một cái cơ hội vận may đến với các bạn có sự chuyển đổi được hoàn cảnh tốt đẹp hơn nha những cánh cửa mới À, một cái sự gọi là may mắn những cái sức mạnh của sự thay đổi tích cực đang có sự tiến bộ và bạn sẽ có đương được những cái kế hoạch những cái sự lạc quan tiến về phía trước ừ. hoặc một số bạn có khả năng có được một chiếc xe mới hoặc là có những cái chuyến đi du lịch ha, trong giai đoạn cuối năm ừ. và đã đến lúc để bạn có sự gọi là kết thúc những tình huống không còn phục vụ bạn nữa ha những cái điều đó nó chỉ cản trở bạn thôi. Ừ đôi khi cái kết thúc là sự buồn bã nhưng mà đôi khi nó lại là một cái sự giải thoát à, cái việc thay đổi có thể gây căng thẳng và đáng sợ nhưng bạn hãy tin rằng đây là cái điều lành mạnh và cần thiết ừ, bạn có thể là biết rất là từ lâu rồi cái điều gì đó khiến bạn mỏi mệt ha à, hoặc là một số bạn các bạn rất là muốn rời khỏi một cái tình huống gì đó rồi nhưng mà bạn đôi khi không có nở hoặc có những cái sự ràng buộc gì đó à thì bạn được khuyến khích hãy buông bỏ và bắt đầu cuộc hành trình mới hướng tới một cái ngày mai hạnh phúc hơn ha đặt mục tiêu mới cho chính mình hãy biến cái điều này thành một khởi đầu mới và tập trung vào tương lai không phải là vào quá khứ ừ. những cái rắc rối của bạn sẽ sớm được kết thúc thôi ha các bạn sẽ có được những cái giải pháp để bạn có thể giải quyết những cái khó khăn hoặc là một số bạn có những cái sự nghi ngập gì đó thì sẽ kết thúc được cái giai đoạn cái vấn đề nghi ngập này giống như là nghiện um nghiện game hoặc là à, có điều gì đó tiêu cực thói quen không tốt ha à, nghiện những cái thức ăn thức uống có quá chất hay gì đó thì mình thấy các bạn sẽ có sự kết thúc ừ. một cái gánh nặng được nhất khỏi vai bạn ha à và giai đoạn này bạn đừng có quá nhạy cảm đừng có những cái sự gọi là nghiêm trọng quá vấn đề ừ. hãy có sự đối mặt với vấn đề của mình đôi khi cuộc sống của bạn rơi bế tắc để bạn có khả năng là Hướng đến một cái uh, giai đoạn mới, ha, kiểu như vậy, một cái điều gì đó phải kết thúc, một cánh cửa phải đóng lại thì có cánh cửa khác nó mở ra. Ừ. Một số bạn là giống như bạn đang chạm đáy rồi, không còn cái đáy nào nữa, các bạn sẽ tới cái lúc mà bạn sẽ có một sự hướng lên, ha, bạn sẽ có sự lên dốc, không có còn rớt đáy nữa, ha, mình thấy là như vậy. Ở đây mình thấy có thể là trong cái giai đoạn uh, từ đây đến cuối năm thì có khả năng sẽ có những cái thử thách. Ha, có những cái người mà gọi là có những cái sự cạnh tranh hoặc là đối đầu với bạn à, và việc mà bạn đối phó với điều này là không không thể tránh khỏi ha và trong những cái tình huống đó thì bạn hãy tương tác theo cái cách mà bạn giảm thiểu cái kịch tính và tối đa hóa tối đa hóa cái việc tìm ra cái giải pháp và luôn giữ cái năng lượng của sự nhẹ nhàng và lạc quan à. Hãy có một cái sự rõ ràng về điều gì thực sự quan trọng với mình và điều gì không quan trọng để mình chỉ tập trung vào những gì thực sự ưu tiên quan trọng thôi ha. Và đừng bận tâm đến những chi tiết vụn vặt hoặc là đừng bận tâm đến những cái người không có cùng chung tần số hoặc không không có gọi là nằm trong cái bản kế hoạch của bạn trong cuộc sống, không có nằm trong quỹ đạo các bạn ha. Hãy rời xa những cái điều này. Uhm mình thấy thường á ai cũng vậy khi mà trải qua một cái giai đoạn gọi là kết thúc một cái chương cũ mở ra một chương mới và bước vào cái giai đoạn ánh sáng sẽ trải qua khá là cái giai đoạn mà gọi là cuối sẽ trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn như là khó khăn có chịu tiền bạc thất thoát rồi gặp phải những sự tranh cãi, những sự coi thường, những sự đấu đá, mâu thuẫn để khiến cho bạn có sự bực bội, khó chịu, bạn muốn không có muốn ở trong hoàn cảnh đó để bạn có thể dứt ra, để bạn có thể bứt phá và tạo nên bước đột phá. Những điều này đôi khi sau này bạn nhìn lại bạn sẽ cảm thấy biết ơn về cái thời điểm này. Nhờ nó mà bạn có thể là có cái động lực để bạn có thể rời đi, để bạn có thể gọi là nâng cao và phát triển á. Cho nên cái thời điểm này, thời điểm các bạn nên cân bằng là điều quan trọng nhất để mình không có gây ra bất kỳ những tình huống nào đó mà mình uh, hối hận sau này. Uhm. Bình tĩnh ha. Và bạn được khuyến khích hãy thoát ra khỏi những khuôn khổ và xem xét các phương thức mới và sáng tạo để bạn có thể hoàn thành cái mục tiêu của mình. Uhm. Uh, ngoài ra mình thấy có khả năng là các bạn nên... Uh, có một sự cởi mở với những nhận thức của những người đáng tin cậy và chiến lược đúng đắn cần phải thực hiện ha có thể là bạn sẽ có được cái sự hỗ trợ từ một vị thầy tâm linh dẫn dắt ha à, hoặc là được ơn trên hỗ trợ để bạn gặp được những quý nhân để nâng đỡ các bạn và cho phép bạn đứng vững trong mọi công việc hoặc là cho bạn những cái lời khuyên sự chỉ dẫn gì đó ha điều quan trọng là phải luôn đi theo cái con đường chính trực trong mọi khía cạnh cuộc sống ha và ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có khả năng hấp dẫn được à, những cái điều bạn mong muốn khi bạn có sự theo đuổi ước mơ của mình, khi mà bạn vẫn trung thực và chân thật trong cách cư xử với người khác. À. Và hãy có sự liên kết bản thân của mình với các tổ chức hoặc những người có lý tưởng tâm linh cao đẹp ha. À, mình thấy các bạn khi mà bạn làm những cái điều đúng đắn nhất ha, vì những lý do chính đáng thì bạn sẽ được trả công. À luôn giữ vững cái nguyên tắc của các bạn, ha, sự chính trực của các của các bạn. Một số bạn có khả năng bạn trải qua được những giai đoạn khó khăn, bạn sẽ trở thành một cái người thầy, một người hướng dẫn cho người khác thông qua những kinh nghiệm mà bạn rút tỉa được. À, và mình thấy trong thời điểm này các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của lời cầu nguyện, ha. lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp ứng. À, đồng thời các bạn nên học hỏi nhiều hơn, nâng cấp phát triển cá nhân, phát triển bản thân của bạn nha. Bởi vì thời điểm này không phải là thời điểm mà các bạn có sự gọi là à, rủi ro, ha mạo hiểm về vấn đề đầu tư mà nên phát triển bản thân của các bạn nhiều hơn Để bạn nắm lấy những cơ hội đối với các bạn ừ. Đây một cái sự nhắc nhở từ Ân Trơ nhìn cho các bạn là có nhiều cái vẻ đẹp thanh thản trong cuộc sống ha. Tuy nhiên sự yên tĩnh đó có thể bị bỏ qua khi mà bạn cứ mãi tập trung vào những cái điều khiến bạn không vui hãy giải phóng những cái tình huống tiêu cực và trở về với cái sự bình yên nội tâm của chính bạn ha hãy chắc chắn rằng suy nghĩ của bạn hoàn toàn tập trung vào kết quả lạc quan hãy hình dung hiện tại và tương lai của bạn điều mà bạn mong muốn và quên đi quá khứ à. và nếu như bạn có một cái sự gọi là cảm thấy mất mát buồn bã gì đó thì đừng ngại ngừng ha kết nối với những người xung quanh những người yêu thương các bạn những người có thể giúp bạn phục hồi một cách lành mạnh Ừ, và loại bỏ khỏi bản thân của mình những cái cảm xúc tiêu cực của người khác ha những con người và những tình huống uh, khiến cho bạn cảm thấy lo lắng và muộn phiền ừ. những cái điều này nó không giúp cho bạn sống một cuộc sống mà bạn mong muốn đâu ha và bạn đừng có lo lắng ha những cái ngày tươi sáng hơn sắp đến gần rồi ừ. bạn sẵn sàng cất cánh rồi đó ha à, và khi mà bạn có suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ có sự gọi là thăng hoa và bay cao hơn hãy tha thứ cho những cái lỗi lầm của bản thân hoặc là người khác trong quá khứ để bạn có thể trút bỏ những gánh nặng để bạn có được cái tâm thế thanh thản bình yên nhất để bạn có thể gọi là bay lên ha bạn sẽ đạt được một cái gì đó tích cực từ một cái tình huống khó khăn nhất ha và bạn có khả năng nhìn thấy được những cái khả năng tiềm tàng gì đó trong mọi tình huống để bạn có thể phát triển yeah. các bạn tụ ba sẽ lân lân hạnh phúc nhất về điều gì vào cuối năm 2023 À, ở đây mình thấy các bạn sẽ có những cái sự quyết đoán dứt khoát ừ, sẽ có được những cái sự thắng lợi thắng lợi chính bản thân của mình ha, thắng lợi hoàn cảnh có một cái sự rõ ràng hơn hoặc là có một cái hướng đi một cái con đường rõ ràng đúng đắn số ừ. bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ có sự gọi là bắt đầu mới khởi đầu mới nói chung là bạn sẽ có một cái con đường, một cuộc sống mới hoàn toàn luôn. Ha. Tất cả để đưa bạn đến một cái cánh cửa mới chứ bạn không có còn sống trong cái hoàn cảnh cũ, không có còn bị uh, mắc kẹt. Ha. Các bạn có được cái sự tự do và wow. và bạn là từ cái thời điểm này là các bạn sẽ bắt đầu bước vào cái không gian thực sự là chính mình. Bước vào cái thời điểm mà bạn sẽ tạo nên vô số vàng bạc, ừ, tiền bạc của cải, sự giàu có, sự thịnh vượng đối với các bạn và mình thấy các bạn xác định được cái mục tiêu của mình là bạn có sự gọi là phát triển, cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó và bất chấp những thử thách gian ngang trở ngại như thế nào các bạn đều có khả năng gọi là chiến thắng ha được tất cả các bạn có lá 10 tiền nha <laughs> giai đoạn cuối năm thì khả năng một số bạn có được cái cơ hội bạn phát triển bản thân rồi bạn có được cái khả năng là phát triển tài chính ha sự giàu có hoặc là một số bạn có khả năng là sẽ ăn đám cưới hoặc là sẽ có những sự sơ mập gia đình người thân hoặc là các bạn sẽ có khả năng khắc phục được những cái tình huống khó khăn ở hiện tại nói chung là bạn sẽ có sự tự do thanh thản bình yên ha à, ba lá này ba lá ăn tiền các bạn nè ha à, một cái hành trình mới với cái sự gọi là uh, rộng mở ha về tiền bạc sự thịnh vượng ha và có những cái sự gọi là thắng lợi và bạn tạo nên sự khác biệt ha bạn chiến thắng được hoàn cảnh bạn có lối đi riêng ha bạn tạo nên một cái um, thành công uh, khác biệt độc đáo hơn so với người khác À, bạn không còn bị người khác ảnh hưởng nữa, bạn ở trong cái tầm cao của mình, à, bạn có sự khác biệt với mọi người, ha, nói chung là mình thấy bạn giỏi hơn, bạn độc đáo hơn, à, một số bạn như mình nói sẽ trở thành tấm gương sáng để người khác noi theo. Ừ. nói chung giai đoạn cuối năm bạn lân lân hạnh phúc vì bạn sẽ kết thúc được những cái chuỗi ngày ha, mỏi mệt và buồn bã thất vọng và một cái những cái chuỗi ngày của sự giàu có, sự đủ đầy sẽ đến. Ha. nên bạn cố gắng ha vào điểm này các bạn có khả năng gặp rất là nhiều điều khiến bạn cảm thấy trăn trở nhưng mà bạn sẽ vượt qua được hết thôi nếu bạn kiên nhẫn kiên trì và bền chí đến cùng à đó tất cả các bạn đều có sự thịnh vượng hết đều có sự gia tăng về tài chính hết nhưng mà các bạn phải tỉnh táo để tránh gọi là đầu tư sai người sai chỗ rồi mất tiền nha ở đây mình thấy đầu tư bản thân và đầu tư phát triển kiến thức tri thức học hỏi kết giao hoặc là có sự thu hút tham gia những cái cộng đồng tích cực chứ không phải là một cái sự đầu tư rủi ro là rất là dễ bị mất tiền bởi đây là thời điểm khó khăn làm ăn khó khăn các bạn cần phải hết sức cẩn trọng ừ. ở đây có một số bạn thì có khả năng là sẽ có à, một người mang năng lượng nữ à, cái người này họ đến với cuộc sống các bạn hoặc là một số bạn có tin tức vô về con cái thì các bạn có tin tức về con con gái ha có đứa con gái ha hoặc là bạn nào ở đây có bạn uh, có con gái thì các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến con cái của mình về vấn đề sức khỏe hoặc là um, liên quan đến uh, um, tinh thần rồi đó ha à. ở đây thì uh, mình thấy các bạn có sự cân bằng mọi thứ một cách um, ổn thỏa nhất một số bạn sẽ có những đồng nghiệp mới những người bạn mới là người mang năng lượng nữ à mình thấy là như vậy hoặc có những khách hàng mới là những người nữ ha hoặc là cái người nữ nào đó họ sẽ giúp cho bạn khai sáng giúp cho bạn mở ra con đường hoặc là hướng đi hoặc là hướng dẫn gì đó cho các bạn. Ừ. Các bạn sẽ có cái sự gọi là gia tăng về mặt tài chính nè. À. À. Rồi một số bạn có sự kinh doanh hoặc là các bạn gia tăng giá trị của mình có những cái phước lành gia tăng, có sự thịnh dưỡng, có sự tự do ha. có sự tự do, thoải mái và cởi mở nhất. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn cần phải hết sức cẩn thận với những cái điều tiêu cực ha, có khả năng là sẽ có những cái sự tranh đấu, mâu thuẫn, rồi áp lực, rồi đủ thứ đủ điều hoặc có những cái điều gì đó mà rủi ro liên quan đến tài chính. Ừ, cho nên là các bạn nên cân bằng, biết bảo vệ mọi thứ một cách an toàn và biết phòng vệ phòng thủ đừng để người khác lợi dụng hoặc là uh, rủ rê bạn tham gia vào những cái hợp đồng ma hoặc là những cái gì gì đó mà gọi là khiến bạn bị hao tổn tài chính N cái giai đoạn này các bạn không nên gọi là tham tham thì tham hoặc là tránh cho vay mượn tiền trong thời điểm này tránh bị mất tiền nha hoặc là đầu tư sai chỗ rất là dễ bị thất thoát tài chính uhm. cho nên tốt nhất nên có sự chọn cái là giải pháp an toàn nhất là bảo vệ ha bảo vệ những thành quả của mình cũng như uh, quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu các bạn uhm. mình thấy khi bạn cố gắng thì bạn sẽ đạt được ha và chạy xe cẩn thận rồi đó ừ, cẩn trọng trong giai đoạn này là cẩn thận với vấn đề như mình nói bệnh tật rồi tài chính rồi đủ thứ ừ. khi mà bạn bảo vệ toàn vẹn mọi thứ thì những năm sau đó là bạn sẽ thành công vui vẻ một cách trọn vẹn nhất hạnh phúc nhất ừ. Ở đây mình thấy một cái thông điệp từ các thiên thần dành cho các bạn rất là liên kết với bạn luôn đó. Kết quả mong muốn của bạn sẽ xảy ra trong tương lai rất là gần. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng mà cần đừng cố gắng ép buộc nó phải xảy ra. À, bạn sẽ nhận được điều ước của mình. Tuy nhiên thời điểm thiên liên có nghĩa là sự kiên nhẫn và hình dung tích cực là cần thiết ngay bây giờ. Hãy nhờ cái thiên thần giúp cho bạn Dược dậy cái niềm tin của bạn để bạn không rơi vào sự tiêu cực. Bạn có thể tăng tốc cái quá trình những lời cầu nguyện được đáp lại bằng cách có nhiều niềm tin hơn vào cái tính tất yếu của chúng ha. Ngược lại những cái nghi ngờ hoặc là lo lắng về việc làm thế nào để lời cầu nguyện của bạn được đáp lại thì nó khiến cho cái hành trình của bạn bị chậm lại. Và mọi thứ nó được đáp ứng tùy theo sự khôn ngoan thiên liêng của đấng tạo hóa. À, mặc dù là bạn cảm thấy là cấp bách rồi, thậm chí hoảng sợ về cái tình huống của mình và dâng lên lời cầu nguyện là muốn ơn trên là đáp ứng một cách nhanh chóng nhưng mà hãy tin tưởng rằng các thiên thần đang làm việc không ngừng nghỉ ở xã hội trường để giúp đỡ cho các bạn. Hãy có sự xu theo dòng và hãy giải tỏ những lo lắng, những sợ hãi này cho vũ trụ các thiên thần. Bạn càng tập trung vào đức tin thì bạn càng có thể được hỗ trợ dễ dàng hơn ha. Thì mình thấy là như vậy các bạn cần hết sức bình tĩnh, cân bằng, tin tưởng ha. Mọi thứ nó sẽ tốt đẹp diễn ra. Thì hãy tin tưởng như vậy. Và những nghi ngờ của bạn nó khiến cho cái điều bạn mong muốn khó đến với bạn đó nha. Hãy cân nhắc cái điều này rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn